Rồi, còn đây là cái video 4K. Thì cái con Sony nó chỉ có, mình chỉ thấy là nó ghi là 4K thôi, chả biết là 60 hay 30 nữa. Còn cái con LG có thể lên đến 8K luôn, và 4K có thể lên đến 60fps luôn. Ngoài ra nó còn thể lên được 4K luôn, à 8K luôn. Đấy. Bây giờ thấy là ở cái chế độ 4K này thì cái con LG nó vẫn chống rung khá là tốt. Đấy. Ok. Mình sẽ quay lại nào. Hãy thử chạy phát nữa xem thế nào nhé. Ok. Đó, các bác có thể thấy. Như trên màn hình ấy thì cái con V60 nó vẫn chống rung tốt hơn. Rồi, ok. Rồi, ok các bác. Đây là cái video 4K giữa con V60 và con Sony 1 Mark 2. Thì khi mình bật lên 4K thì cảm giác là cái con Sony nó, à quên, cái con LG nó chi tiết hơn một chút, nhưng mà cái chống rung của nó kém hẳn đi các bạn. Hôm nay là trung thu, gần trung thu rồi. Tối nay hay tối mai không biết nữa. Thấy có khá nhiều các bạn trẻ có bóng bóng đẹp ghê. Rồi. Ok, mình sẽ quay lại nha. Đó, các bác có thể thấy đây. Đó, 4K đó. Rồi, ok, mình sẽ chạy một đoạn xem thế nào nhé. Chạy đây. Ôi trời. Ok, mình sẽ quay về.